Rồi hello anh em nha. Mới sáng sớm thì bây giờ cũng 10 giờ rồi anh em. Nhận được con Ribe Pro nha. Của ông chú gần nhà ha, thay màn hình. Anh em có màn hình cứ alo cho mình nha. Cái này bật bấm nguồn là hết hiển thị luôn. Nhưng mà gọi tao bật đôi chuông nha anh em. Bây giờ mình tiến hành thay màn hình luôn nha. Anh em có màn hình hay hư bê cứ alo cho mình nha. 0355 356 356 để mình báo giá nha anh em. Đây. Xác giá cho anh em luôn nha. Tháo máy nha anh em. Keo này là mở hàng buổi sáng luôn nè. Còn trưa. Giờ mình tiến hành tháo ra ha. Màn hư rồi thì tháo đơn giản thôi. Cứ nhanh thôi. Chờ ông rớt. Chú đây ông rớt. Bể còn nặng đây. Màn Ribe Pro thì mình khuyến cáo anh em xài là cẩn thận nha anh em. Mình xài cực cẩn thận nha. Từ cái máy dòng này nó màn AMOLED á, nó rất là mỏng nha. Rất là mỏng và dễ bể cực kỳ luôn. Anh em xài cẩn thận. Màn này thì cũng đã thay rồi, thay một lần rồi. Đây là cũng mang thay nha anh em. Xài cũng ok thôi, không có gì hết. Mấy màn OLED này mình lấy cũng dòng chung á anh em, giờ thay rất là ok. Làm sạch viền ron cho nó kỹ nha anh em trước khi thay màn mới ha. Mà rất là mỏng nên thay vô cái viền ron nó phải sạch, cực kỳ sạch mới được. Màn mới nha anh em. Mình đã test tốt hết rồi nha. Giờ chỉ việc là dán keo thôi. Tắt cái lớp bảo vệ. Ok. Giờ mình sẽ test nguồn xong cái là mình quấn cái xu lại nha, cho nó cố định là xong nha anh em. Pin yếu anh em, pin yếu. Rồi hết pin rồi. Test cái cảm ứng nó phát là xong nha anh em. Chuẩn nha anh em, màn hình rất ok nha. Đó, sáng đẹp ha. Máy thì chạy hơi chậm. Từ cái này nó lâu rồi, Android nó hơi yếu. Phải reset lại phát nó mới nhanh được. Rồi ok, màn hình thay hoàn thành nha anh em. Mình đi quán cái xu nữa xong nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video nha.